for Territory 2023 là tân binh trong phân khúc crossover hạng C tại thị trường Việt Nam, cạnh tranh cùng hàng loạt đối thủ như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Kia Sorento hay Honda CR-V. Chiếc xe đến từ Mỹ này sở hữu thiết kế bắt mắt từ trong ra ngoài cùng mức giá rẻ nhất phân khúc. Đến nay, những chiếc Ford Territory 2023 lướt bắt đầu xuất hiện trên thị trường xe cũ và nhận được sự quan tâm lớn của người dùng. Mới đây, trên thị trường xe cũ, có đăng tải thông tin giao bán Ford Territory 2023. Theo tìm hiểu, đây là phiên bản Ford Territory Titanium X cao cấp nhất của dòng crossover hạng C này, tại Việt Nam. Xe được sản xuất và đăng ký năm 2023 biển Hà Nội mới lăn bánh chưa được hơn 9.000 km. Giá xe Territory Titanium X 2023 hiện được niêm yết ở mức 954 triệu. Trong khi đó, để lăn bánh người dùng phải bỏ ra 1.033 tỷ ở Hà Nội. Được biết, giá mong muốn của chủ nhân khi giao bán là 900 triệu. Như vậy, người dùng đã phải chịu khoản lỗ hơn 133 triệu với Ford Territory Titanium X 2023 sau 9.000 km trải nghiệm. Rõ ràng, đây là mức khấu hao cao với một chiếc xe còn mới như Territory 2023 tại thị trường Việt Nam. Phiên bản tiêu chuẩn Ford Territory Gen có những trang bị khá tốt như đèn pha, đèn định vị LED. Xe sử dụng bộ mâm 18 inch nhỏ hơn hai phiên bản cao cấp nhất. Tổng thể ngoại hình mẫu xe này trẻ trung khi đặt trong phân khúc crossover hạng C. Bên trong khoang nội thất, Ford Territory 2023 sở hữu thiết kế mê hoặc giống những bản cao cấp. Ấn tượng nhất là cặp màn hình này có kích thước 12 inch cùng đặt trong một mặt kính. Trong đó màn hình giải trí trung tâm kết nối Apple CarPlay Android Auto không dây, nhưng không dùng SYNC. Đi cùng với đó là loạt trang bị nổi bật khác như đề nổ dạng nút bấm, hệ thống điều hòa tự động hai vùng, chuyển số kiểu núm xoay, sạc điện thoại không dây, phanh điện tử, gương chống chói tự động, cửa sổ trời toàn cảnh, hơn 20 hộc đựng đồ phân bổ khắp không gian bên trong xe. Dưới nắp capo, Ford Territory sử dụng khối động cơ xăng tăng áp 1.5 lít sản sinh công suất 160 mã lực và mô men xoắn 248 Nm. Sức mạnh được truyền đến các bánh trước thông qua hộp số tự động 7 cấp. Đi cùng với đó là 4 chế độ lái mang đến những trải nghiệm lái thú vị cho khách hàng.